Sơn La, một trong những vùng trồng cà phê trọng điểm khu vực phía Bắc nước ta, đang chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Quy trình canh tác cà phê sẽ cần cải tiến thế nào để thích ứng với tình hình biến đổi thời tiết này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 26 tháng 2 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ.